Ủa, bây trầm không muốn lọt hết luôn. Khiếp, khiếp cái tổ âm to. Vào mặt làm to gơ. Hôm nay mà đỡ nó đầy nó biết nếp mặt thì phải hơn 10 lít. Hơn 10 lít mặt. Tầm này chắc cũng 5-6 lít này. Mọi người thấy phải cái hai lần đó. Đó, cái một nửa cái bầu mặt rồi mà còn cái cục trước tổ kinh không? Mọi người thấy không? Cỡ đó nó mới lọt ba lô được nguyên quả cái này không lọt được ba lô. Ôi chú, ra con mặt à. Ui. Wow, mọi người nhìn cái dấu ké nó, cái bầu mặt nó dài ghê không? Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người xem cái tổ ong này. Đây là mình chỉnh cho mọi người xem cái tổ ong này này. Tổ. Mọi người đang like. Đang đăng ký. Và nhấn chuông nè. Nhấn chuông thì nhấn nhận tất cả thông báo nha. Cái tổ này thì nó cũng non nhưng mà nó để mà xét bờ đường á mình không dám đỡ bởi nhiều người thấy họ cũng muốn xịt kết quý phấn hồng ạ. tổ này nó lót to lắm nó lót mà bởi cái cây để thớt cong vô đây này ôm vào sâu á thì mình không thấy thấy được cái đoạn bầu mặt nó không. Mọi người đoán xem thử cái tổ này được bao nhiêu lít nha. Đưa cây của em nó qua lịch lại nhìn thấy của em khiếp không rồi mọi người thấy không ông nó cứ nó dẹp dẹp cái cánh nó nhát cánh nó để nó bảo vệ tổ nó cho không ai được xâm phạm vào tổ nó nhìn thấy gương. Không biết cái thở với ông lên về được bị mà chết mất khác rồi vậy. Thở ông lên cái cây nó rung 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 và của em nó còn non nên leo lên nó hơi rung tổn. Cái cây này nó hơi trơn á mọi người à, thở với ông đi hơi nói chung là đi cho an toàn là thì đi nó hơi chậm.
Nó từ từ, mọi người chờ đón xem nha. Chờ thợ bếp ong lên đến tổ nó rồi sẽ hơ cho ong nó bay ra rồi, rồi mọi người xem cái bầu mật này. Mình đón cái bầu mật là chắc kinh lắm đó. To lắm, nhìn thấy mình ghê quá mà. Khói lên. Để mình đưa cái máy xuống cho mọi người xem thử thợ các ông đi đến đâu nha. Cây này trơn quá, cái thợ các ông quá chỗ nói lên. Ồ, em mới ra rồi. Nên quay lên cái tổ em cho mọi người xem. Em mới ra rồi. Ồ, non. Non mà tổ này sát đường nên cách lấy mặt rồi chứ không đỡ người khác còn thấy. Lên đến tổ rồi mọi người. Đó là mình. Xuống ra. Không có nó bị khói nó bay ra nhưng bây giờ nó bu lại đen tổ. Thôi em hơi khó cho này em mới ra rồi mọi người. Ôi lì ghê không chịu ra luôn rồi. Cái lót vào mặt rồi đấy. Ôi to. Hơi bỏ em chưa chịu ra. Mọi người đợi tí nha. Để thợ em mới leo trên trên cái tổ rồi xong khối vào là em mới sẽ ra hết. Mình nhìn cái bầu mặt là chắc là phê lắm rồi. Đó nhìn thấy đã kéo là nửa cái tổ nó lắc cái coi luôn mà. Cái bầu mật kinh tịt kinh lên xíu này. Đây là ông khối vàng, không phải là ông khối đen. Ồ, cũng mọc lắm. Làm cái to không? Thấy chúng lên bỏ cái khối bên kia nha. Ui rồi cái nó làm gừa vậy. Ui gì vậy, thấy bánh này nữa không? Ui cái khiếp khiếp cái bồng mật không to sao mà.
tổ em là nó làm cái cây cái thớt căm á mọi người, nó căm qua chỗ cái chân rồi nó ôm qua chỗ cái người bác em á, chỗ đó qua chỗ cái người đang ngồi á. Ôm kem vô đây cái theo cái cây á mà mình phất cái tàn cây không thấy được. Ôi dồ, cái bầu mặt to khủng khiếp. Tổ nó mà không gần đường thì mình đỡ tầm 10 ngày nữa là nó sẽ đi bít nếp hết á. Giờ nó ở sát đường của mình không cách thì người khác không cách. Có tiếng xe máy đây á mọi người nghe. Đó. Nó gần đường này mình không đỡ là được. Ồ, bầu mặt khiếp. Ồ, dù. Bầu mặt nó làm muốn hết cái chỗ cái tàng ông, cái bánh ông luôn. Ồ. Khiếp đồ. Người lấy mật cột cái ba lô trước đó rồi cách cái cục mật vào bì ở trong ba lô đó. Ui dồ, nhìn cái bọng mật mơ luôn. Mở dây ra trong tí nó thả ba lô mặt xuống, không phải mang xuống. Tổ này chắc lấy cái cục mặt là hết cái bánh rồi chắc. Ông nó không ở được nữa. Chắc nó đi luôn. Thấy cái màu mọc kiếp không? Lạng chỗ đó là những cái cục phân hoa. Ui, vừa cái thay cái muốn hết cái bánh luôn. Ồ, khối nó rồi. Làm quách phân hòa nó cho đỡ nó dính vào cái tổ cái này nó. Ủa dồ thấy to hơn nếp ba lô. Ủa dồ bình trầm không muốn lọt hết luôn. Kiếp cái tổ em to vào mặt làm to cưa.
Hôm nay mình đỡ nó đầy nó bít nếp mặt thì phải hơn 10 lít, hơn 10 lít mặt. Tầm này chứ cũng 5-6 lít này. Mọi người thấy cái đã nửa cái bầu mặt rồi, còn nửa cái bầu mặt nữa, thấy ghê không? Tổ khiếp. Có tiếng xe nó chạy chạy, mọi người nghe không? Chắc nghe không rõ nữa. Ui chú, rất cũng mặc áo. Ui. Wow, mọi người nhìn cái dấu ké nó, cái bồng mặt nó dài ghê. Ô, khiếp. Khiếp cái đàn em nó làm mặt. Ừ. Mọi người xem giờ cái bánh còn có bé tí đó. Rồi cột ba lô này nhưng mà cũng bị thả mặt xuống. Bắt đầu mở cái dây để thả cái ba lô mặt xuống đó mọi người. Em mở cái dây đừng bị thả xuống. Mình quay cái bánh lô này tí thả mặt cho mọi người xem nè, thả xuống rồi bánh lô đang trên đường xuống đất á, nó đang thả mọi người thấy không? Tôi với mình dừng video ở đây nha mọi người, để ra lấy số mặt không lấy cái bánh lô mặt không có ai ở đó. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh nữa, theo dõi nhiều video nữa nhé. Rồi để mình dừng video đây, mình đi xuống mình lấy mặt nữa. Lô nó phất cái cây, tầm cây không thấy được.